Chào mừng các bạn đến với kênh Ken Channel. Các bạn ơi, các bạn có biết cậu bé bút chì không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân cậu bé bút chì này nha. Đây đây, cậu bé bút chì là mặc áo màu đỏ và quần màu vàng nè. Yeah! Hôm nay mình được đi du lịch rồi. Mình sẽ được đi du lịch với mẹ và ba và em cúng con. Đi vô tàu điện thôi. Đây là tàu Shinkansen. Tàu chạy siêu cấp vũ trụ luôn á, nó chạy nhanh lắm mấy bạn. Và bây giờ chỉ có mình, em của mình, mẹ và con chó con đi thôi. Thiếu ba, bởi vì ba đang đợi mấy mẹ con mình đó. Đây, tàu điện Shinkansen đang chạy nè mấy bạn. Yeah, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Mẹ, mẹ, ba đâu? Từ từ, mẹ gọi điện cho ba rồi, ba đến ngay bây giờ đó. Ôi, đến rồi hả, đúng giờ ghê. Ôi ba, ba, hôm nay cả gia đình mình đi du lịch nha. Ôi, lên tàu điện á, nó chạy êm quá, nguyên gia đình ngủ luôn nè ba. Ba ơi, đi tàu điện đã lắm, nó chạy dèo 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 luôn hả. Thích quá, thích quá. Mình đi du lịch hoài luôn nha ba. Trời ơi, tiền mà đi du lịch hoài. Một năm ba cho đi một lần là hết tiền rồi đó. Ôi, mình đi ra khỏi nhà ga thôi. Ê, mẹ ơi, một con gấu bự khổng lồ luôn kìa. Người ta làm mô hình đẹp quá à. À, xin chào gia đình của chúng ta. Cả gia đình đang đi du lịch hả? Dạ, còn được các cháu nhỏ về quê chơi. Ồ, được được. Mùa hè mà về quê thì đúng là tuyệt vời. Nè, cả gia đình thích cái mô hình con gấu này hả? Dạ, con rất thích ạ. Được rồi, đây, cho con coi này nè. Wow, một cái máy chụp ảnh. Máy chụp hình này mình chụp xong rồi làm sao nữa vậy ông? Đây là công nghệ mới nhất của ta. Ta mới nghiên cứu ra đó. Khi chụp hình xong, nó sẽ tự động tạo ra một cái hình là bằng sticker, có thể dán vào bất cứ nơi nào. Wow, xịn quá vậy. Đây đây, ông sẽ cho con mượn một tuần để con đi chụp hình đó. Đây là một có công trình ta nghiên cứu bao nhiêu năm nay rồi đó, cả một đời ta luôn. Ta cho con mượn một tuần đó. Hả? Cho mượn miễn phí một tuần luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, cho mượn trải nghiệm đó. Sau một tuần thì quay trở lại đây trả cho ta. Wow, ông thiệt là tốt bụng à. Rồi rồi, lại đây thử máy ảnh này luôn nè. Đi qua đây đứng trước nè, ta chụp cho một tấm hình nha. Rồi, mọi người đứng dàn ngang ra. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, cười lên. À, ủa vụ gì vậy? Chụp xong tấm hình tự nhiên cái có một tia sáng lóe lên. Mà giống như có một cái năng lực gì đó nó truyền vào người mình vậy đó. Không biết công nghệ máy ảnh này là sao nữa. Ồ, mình đang ở đâu vậy mẹ, vậy ba? Trời ơi, tự nhiên chụp hình xong cái con lăn ra con ngủ à. Bà mẹ đợi con nãy giờ nè. Rồi giờ tỉnh ngủ chưa, đi nè. Cả nhà có thấy cái tấm ảnh bằng sticker mà máy ảnh của ta tạo ra chưa? À quên, chưa nữa. Hồi nãy á, bé bút chì nó ngủ nên con giật mình lo lắng quá, quên coi rồi. Đây đây đây, vừa chụp hình xong là sẽ có bức hình liền luôn. Wow, công nghệ này xịn quá vậy ta. Cảm ơn ông nha. Một tuần sau con sẽ trả lại. Yeah, bây giờ nhà mình lại tiếp tục đi tàu lửa để đi về vùng quê của ba mẹ mình đây. Ồ, mấy bạn ơi, đây là cảnh ở Nhật Bản nè. Ơi, ra khỏi nhà ga rồi. Ôi, chuyện gì vậy chú cảnh sát? Ở đây vừa mới phát hiện ra bộ xương khủng long hóa thạch. Hả hả hả, xương khủng long hả? Đâu đâu, đưa con coi thử. Ồ, đúng là xương khủng long rồi nè. Vậy bây giờ mình sẽ làm gì đây chú cảnh sát? Chúng tôi sẽ phong tỏa chỗ này, không cho người dân đến gần. Sau đó sẽ đợi các nhà nghiên cứu khảo cổ của nước Nhật đến để đào lên và đem về nghiên cứu. Ồ, đào xem thử. Trời ơi, nguyên cái đầu của nó kìa, hàm răng nữa. Trời ơi, vậy là con khủng long này to lớn lắm nè. Nếu bây giờ nó mà sống vậy thì không biết sao ha. Thôi thôi thôi, mình đi thôi. Rồi, đã về tới quê rồi. Wow, lâu quá mới thấy gia đình về quê chơi nha. Trời ơi, cậu bé bút chì hôm nay đã lớn rồi. Cái áo màu đỏ, cái quần màu vàng mà đội cái nón màu xanh nữa thì giống cột đèn giao thông. Dạ, con chào cô. Ở vùng quê này thích quá à. Thiệt là mát mẻ, mà còn nghe được nhiều tiếng động vật kêu nữa.
Xin vào chào ông đi con. Dạ, con chào ông. Chào chị. Wow, bé Út bữa này đã lớn như vậy rồi hả? Dạ, em đi học đại học rồi đó ạ. Thôi thôi thôi, gia đình mang hành lý vào nhà đi. Rồi từ từ mình sẽ hưởng thụ cuộc sống dưới quê này. Ông ơi, nhà ông bán cái gì vậy? À, đây là tiệm bán đồ ăn, tên là Hinoyama. Cái này là họ của ông đó. Ồ, thì ra là nhà mình nấu đồ ăn để bán. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi mọi người vào phòng đi, cất đồ đạc để nghỉ ngơi một xíu cho khỏe. Wow, ông cho mình cái phòng này. Trên bàn có nhiều món quá vậy ta. Đâu đâu để mình coi thử nha. Ờ, để coi. Trên bàn có một quyển sổ để xem nó là cái gì. À, mình sẽ lấy cái hình được in ra từ máy ảnh này dán vô quyển sách này thôi. Đây mình sẽ làm bộ sưu tập cho kỳ nghỉ về quê của mình lần này. Đây hồi nãy mình có chụp hình con khủng long nữa nè, và hình ông bà ngoại của mình nữa. Ồ, trên bàn còn có tấm bản đồ nữa nè. Và quyển gì đây? Ồ, các loại côn trùng. Ồ, nhiều loại quá vậy. Wow, thì ra từ đó giờ mình ở thành phố mình đâu có từng gặp những cái con côn trùng này đâu. Giờ mới biết là nó có rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó đang dấu chấm hỏi, chưa có hiện rõ ra. Còn đây là những con cá nữa nè. Trời ơi, ở dưới sông mà nhiều loại cá quá ha. Mình sẽ nghiên cứu ra bằng được. Ý, còn có mô hình của siêu nhân nữa. Đâu, để bây giờ mình kiểm tra trong ba lô mình có gì nha mấy bạn. Máy chụp hình nè, đồ bắt bướm, cần câu câu cá, và một cái bịch bánh snack để mình ăn lỡ mình đói sao. Wow, trong này còn có trái banh để đá banh nữa hả. Rồi, mình đã nhớ rồi. Những ngày dưới quê này mình sẽ sử dụng nó. Đây là kiểu nhà ở Nhật Bản á mấy bạn. Mình đang ở trên lầu nè. Ồ, chỗ này là chỗ phơi quần áo. Ý, mấy bạn có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng con ve kêu á. Ở dưới quê á, hay nghe tiếng con này con kia kêu lắm. Đằng này mình phải đi tìm hiểu hết mới được. Ồ, ở đây là cái phòng gì vậy ta? À, chỗ tiếp tân. Chỗ bà ngoại mình bán đồ ăn nè. Còn đây là chỗ kệ sách hả? Mẹ ơi, con đi vòng vòng chỗ này con tìm hiểu nha. Ừ, con đi đi. Để mẹ ở đây mẹ nói chuyện với ông ngoại xíu. Ồ, nhà kiểu Nhật Bản nó như thế này á mấy bạn. Ở bên trong này là nhà tắm nè. Chỗ này là chỗ giặt đồ nè. Còn cái bàn tròn này là để ngồi ăn cơm quá. Ngoại mình đang nấu đồ ăn nè để bán cho người ta. Cái máy này, cái máy tính tiền nè. Bà ơi, ở đây có nhiều em nhỏ giống như con không? À có, nhưng mà mấy bé đó giờ đi học rồi, tối mới gặp được. Dạ. Wow, ở dưới quê thiệt là thích quá à. Dì ơi, con đi ra ngoài vòng vòng xíu nha. Ờ, đi 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 đi. Ồ, ở đây có con gì nè. Con côn trùng. Mình đã đem đủ đồ rồi. Một cây vợt bắt côn trùng và đem cả cần câu nữa. Bắt được rồi. Ồ, mình chụp được tấm hình rồi nè. Hên quá, có cái máy ảnh là mình chụp một cái là có hình luôn. Rồi đem ra đây. Đố mấy bạn biết con này là con gì? Con này là con dế. Con dế nó kêu đã lắm á nha. Ồ, nó có hai cái chân bự thiệt bự và những cái chân nhỏ xíu ở phía trước á. Còn dế. Ui, lại thêm một con nữa nè. Wow, ở dưới quê có nhiều con côn trùng quá à. Cái con này dễ thương quá. Rồi, để xem nó là con gì đây. Có mấy ảnh này thiệt là tiện quá à. Bắt được chụp hình cái là ra được cái sticker liền luôn à. Và con này là chính là con bọ ngựa. Ông ơi, con xin phép con chạy xuống phía dưới này nữa nha. À, con đi đi. Nhưng mà nhớ cẩn thận nha, nhớ đường để về nhà, không là đi lạc đó. Dạ. Wow, gần nhà ngoại có con suối cạn nè. Con suối này cạn xìu à. Mình bước xuống chắc tới đầu gối mình thôi. Ý, mình lại hái được một cái cây nữa rồi nè. À, cây này là cây cải chân vịt. Trời ơi, có cái máy ảnh này thì sướng quá à. Chụp hình cái nó có luôn cái sticker hiện ra liền à. Wow, gần nhà ngoại mình có nhiều thứ quá à. Ý, mình bắt được một con nữa rồi nè. Con bươm bướm. Đã quá à. Nhà mấy bạn á, ở dưới quê có được giống vậy không? Thích quá, thích quá. Nãy giờ mình đi có một xíu thôi mà mình bắt được nhiều con lắm luôn nè.
Xin ơi, về ăn cơm. Xin là tên của mình á, còn mọi người hay gọi mình là cậu bé Bút Chì. Dạ. Con mời cả nhà ăn cơm. Giỏi quá, giỏi quá. Đúng rồi, trước khi ăn cơm mình phải mời gia đình chứ. Mời ông bà, mời ba mẹ và những người lớn ăn cơm. Rồi, ăn thôi. Ăn nhanh, để trời tối nè. Ông ngoại ơi, ngâm mình vô nước ấm này đã quá à, thiệt là thoải mái. Đúng rồi, mình tắm rửa, ngâm mình xong mình đi ngủ, rất là dễ ngủ luôn và ngủ ngon nữa. Rồi, các con ngủ đi nha. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi thì cả gia đình chúng ta ra tập thể dục. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người nhớ tập thể dục mỗi ngày cho khỏe mạnh nha. Các bạn nhớ tập thể dục mỗi ngày cho thiệt là khỏe mạnh nha. Mẹ ơi, ăn sáng xong rồi. Mẹ cho con đi ra ngoài chơi nha. Con muốn đi nghiên cứu các loại côn trùng. Được, được, nhưng mà con đi gần thôi nha. Có gì không biết thì nhờ dì dẫn đi. Dạ. Hello, hello, mấy bạn đang chơi cò cò hả? Mấy bạn đi bắt côn trùng với mình không? Thôi, côn trùng mình chơi hoài rồi. Ờ, vậy thôi, để xin đi một mình. Tại vì trên thành phố nhà xin không có con côn trùng nào hết trơn á. Wow, lại có một con nữa rồi, chụp hình. Bà ơi bà, con mới bắt được thêm một con côn trùng nữa nè. Để về con dán vô cái quyển sách của con đã. Thì dán vô con mới biết nó là con gì. Ồ, nó là con ve sầu. Con ve này là con ve khổng lồ nè. Đó, vào mùa hè á, mình đi mình hay nghe tiếng kêu là tiếng của con ve là con này nè mấy bạn. Wow. Từ đó giờ Bút Chì cứ đọc sách thì nghe nói vậy chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời hết trơn á. Thôi mình đi tiếp thôi. Ôi hôm nay mình sẽ câu cá nha. Mình bắt côn trùng cũng nhiều rồi, bây giờ mình sẽ câu cá. Nước ở đây cạn xìu à, con cá bơi dưới nước mình cũng thấy nữa đó. Ây da, hình như chỗ này không có cá hay sao ta. Ý ý ý, nó giật cần câu của mình rồi kìa. Lên. Ồ, được một con cá rồi nè. Chụp hình đem về coi thử nó là con gì nha. Đây là con cá ngọt. Và chưa đâu, hồi nãy mình bắt được thêm con này nữa nè. Đây là con bọ hổ. Mấy bạn mới nhìn giống như con kiến đúng không? Nhưng mà nó tên là bọ hổ đó. Còn con cá này là con cá đắng. Nãy giờ mình đều bắt được ở dưới đây nè. Ồ, rồi bây giờ mình ra mình bắt tiếp thôi. Mình bắt khoảng vài con mình mới đem về nhà một lần. Đó đó đó, mình nói mà, nước ở đây á nó cạn xìu à, nó tới đầu gối của mình thôi. Cho nên con cá bơi dưới nước mình cũng thấy đó. Yeah, bắt được rồi. Đây là con cá hồi. Wow, con cá hồi này mà ăn thì ngon lắm đây. Vừa bổ cho đôi mắt nữa. Ôi, mấy bạn ơi thích quá à, về quê thiệt là thích luôn á. Vừa được bắt côn trùng nè, còn vừa được đi câu cá nữa. Để bây giờ mình đi qua cái làng này thử. Ý, ở đây có con bò nữa nè. Dì ơi, dì đang làm gì vậy? À, dì đi siêu thị mua một ít món. Ủa, sao nó nhỏ xíu vậy dì? À, nó không có giống siêu thị trên thành phố đâu. Nó giống như cửa hàng tạp hóa vậy đó. À, một cái cửa tiệm bán đồ tạp hóa ở dưới quê là nó như thế này nè mấy bạn. Ở dưới quê mà quê Nhật Bản nha. Xin ơi, đi theo dì nè. Dạ. Xin, vô đây coi nè. Ôi, đây là gì vậy dì? Đây là cửa tiệm bán cà ri. Đây là ông chủ quán cà ri nè. À, cậu bé này từ trên thành phố xuống hả? Nhìn mặt mày sáng sủa quá ta. Con tên gì? Dạ con tên là Xin. Ừ, khi nào á đói bụng thì ghé tiệm của chú. Chú làm cho một dĩa cà ri để ăn. Cà ri của Nhật Bản thì ngon tuyệt vời. Dạ con cảm ơn. Thôi Xin ơi, tới giờ rồi, dì phải chạy về nhà để phụ ông bán quán đã. Thôi đi đi nha. Dạ, dì đi trước đi, con đi theo sau. Bà,
Nhanh lên Sim. Dạ. Đây là quán bán nước, cà phê nè. Có khát nước thì chạy vô đây mua nha. Các bạn ơi, chuyến du lịch nghỉ hè của Sim đi về vùng quê ở Nhật Bản đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.